đệm bị thoát vị, chúng ta sẽ các địa đệm của chúng ta sẽ đẩy ra phía trước và chèn vào thần kinh. Điều này gây cho các bạn cảm thấy bị tê vùng chân và đau buốt vùng lưng. Trường hợp các bạn bị đau buốt tức là địa đệm đã bắt đầu chèn vào tủy sống, vị này rất nguy hiểm. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Các bạn nếu cảm thấy tướng của mình đi hay đẩy về phía trước, hoặc khi chúng ta ngồi cảm thấy đau buốt trên vùng phần lưng của chúng ta rồi, thì chúng ta nên tập bài này thường xuyên ở nhà. Chúc các bạn thành công với bài tập của tôi.